Xin chào quý vị đã cùng đến với chương trình Khách sạn 5 sao được phát sóng vào khung giờ quen thuộc trưa chủ nhật hàng tuần 12 giờ trên sóng VTV3 Đài Truyền hình Việt Nam. Và thưa quý vị, MC Nguyên Khang đang muốn trở thành khách mời của chương trình và đang đi tìm một nửa của mình. Cho nên tôi xin mạo muội được phép làm chủ của Khách sạn 5 sao ngày hôm nay. Xin mời quản gia Cường và quản gia Sơn ạ. Yeah. Sao hôm nay mình oách thế nhỉ? Oách chứ. Cảm giác như bọn em hôm nay chương trình này dành riêng cho hai đứa em hay sao? Không hề nha. Không phải dành cho Cường với Sơn. Theo như Cường với Sơn thì tụi em tự đánh giá mình sẽ là ông chồng mấy sao với tiêu chuẩn là 5 sao của mình. Sao tự nhiên lại hỏi cái này nhỉ? Ai là chủ? Anh. Chị trả lời mà không thắc mắc. À ok. Rồi. Em chưa được 5 sao đâu nhưng mà em nghĩ là mình cũng sẽ được 4 cộng. Không. Em mới là người phải 5 sao anh ạ. Đã là một người đàn ông trong gia đình mới là phải người ăn to nói đúng. Đấy, em đã nói với anh bao lần rồi, gọi vợ là vợ phải dạ, bảo vợ là vợ phải vâng. Anh luôn luôn là bị vợ anh bắt nạt rồi. Nên là em chỉ chấm anh là 1 sao. Không phải đâu anh ạ. Cái này là nó sợ em hơn. Gần đây bọn em quay một cái tiểu phẩm hài. Thì chính gia đình bạn ấy cho mượn nhà làm bối cảnh. Bước vào nhà bạn ấy một phát là đấy, anh nhìn em vợ con kiểu này ấy, nhà cửa bừa bộn. Thì em thấy đấy là một cái nó rất là gia trưởng. Thế mà bạn ấy vừa nhận bạn 5 sao thì em cũng không công nhận. Thường cách 1 sao thôi em. Anh thì được mấy sao ạ? Anh đây. Anh mấy sao? Khách sạn này xịn quá nhỉ. Hồi nãy mình vô, đúng rồi. Bao lâu rồi mình chưa đi khách sạn? Mình vô mà mình không thấy ai tiếp khách trà nước gì hết kìa ta. Đúng rồi. Dạ. Quản gia Cường, xin chào anh chị. Quản gia, chủ khách sạn đâu ạ? Mấy anh ơi, ở đây mình muốn phòng thì giá có được giảm giá mà. Không phải đâu, vừa nhận là chủ mà. Là chủ. Vừa bắt bọn em gồng xong là hỏi bọn em mấy sao rồi đấy. Anh thấy quen không anh? Không quen lắm, tụi em có quen không? Không. Không quen. Vậy thôi, bây giờ mình ở đây mình làm gì nữa đúng không? Bây giờ giữ chức quản lý với lại vợ cái nào quan trọng hơn. Bớt tay ra nè. Dạ ông chủ. Thế tay trẻ bỏ tay ra đi. Bỏ tay vợ anh ra đi nè. Thôi, ném cái sĩ diện đi. Ném ra cửa sổ cho em. Đúng rồi. Ủa, bên chương trình khách sạn 5 sao đó. Ủa, Cường với Sơn nè. Ông Nguyên Khang nè. Trả lại nha. Thả đi, ôm sao vợ hơi lâu quá. Cái nồi ngồi coi hướng. Ok, cảm ơn anh. Thưa quý vị, chúng tôi ngày hôm nay với một tinh thần vui vẻ phấn khởi. Với một tinh thần vui vẻ phấn khởi và hạnh phúc, chúng ta sẽ cùng chào đón hai khách mời của khách sạn 5 sao ngày hôm nay, MC Hồng Phúc và diễn viên Quỳnh Phương. Và ngay bây giờ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với phần đầu tiên phong cách 5 sao của chương trình Khách sạn 5 sao. Không còn xa lạ với khán giả truyền hình, MC Hồng Phúc ghi dấu ấn với hình ảnh chàng MC điển trai, duyên dáng tại các chương trình của VTV. Nay MC còn được khán giả yêu thích hơn cả khi từng tham gia chương trình Bố ơi mình đi đâu thế mùa 4 cùng cậu con trai cả. Bên cạnh sự nghiệp thành công, anh còn có hôn nhân hạnh phúc khi kết duyên với diễn viên Quỳnh Phượng. Quỳnh Phượng là nữ diễn viên quen mặt với khán giả xem truyền hình miền Nam và là hậu phương vững chắc cho chồng trong công việc. Mối tình Hồng Phúc, Quỳnh Phượng là cặp đôi kiểu mẫu, ghét của nào trời trao của nấy. Cặp đôi đã trải qua không ít những đắng cay, ngọt bùi và có rất nhiều điều sẽ được kể của hai vợ chồng duyên nợ tại khách sạn 5 sao.